Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện motor điện, kênh video hàng đầu Việt Nam về dòng phụ tùng xe 3-4 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái cây cầu chạy điện. Cây cầu này có cái thông số chiều dài là 1m1, khi nắp bánh vào thì là lên 1m3 phủ bì. Cây cầu này có hai số nhanh và số chậm. Tất nhiên là tiến lùi thì cũng có. Ở đây động cơ bên em chưa lắp vào bởi vì là nó có nhiều cỡ động cơ. 500W cho đến 1500W đều lắp vừa. Và tùy theo mục đích sử dụng của các bạn, mình lắp cái loại lớn loại bé cho nó phù hợp. Cây cầu này thì có thể sử dụng được rất nhiều việc lắp xe 3-4 bánh. Và tải trọng thì có thể lên đến 4, 5, 6 người đều được. Mình chỉ cần lắp công suất động cơ hợp lý là được. Đi theo bộ cầu thì nó có kèm một bộ dây dầu và ben đập. Có thể sử dụng phanh chân hoặc phanh tay. Nếu như các bạn có nhu cầu làm cái xe 4 bánh thì có thể mua thêm bộ cầu trước nữa. Bộ cầu trước thì nó có loại cầu thẳng, cầu chữ A hoặc là hệ thống treo. Cái này nó còn phụ thuộc vào cái bánh này cho nên là loại là phù hợp sẽ có một video khác. Ở đây mình chỉ giới thiệu về cái dòng cầu sau thôi. Phần cầu trước thì bên mình đều có và đều cung cấp. Cái động cơ được lắp đặt vào đây rất là dễ dàng. Phần động cơ thì được lắp đặt vào đây thông qua 5 con ốc 1, 2, 3, 4, 5. Lắp đặt cái động cơ này rất là dễ. Sau khi lắp thì mình siết ốc lại là được. Các bạn lưu ý khi lắp đặt cái này thì cái phần dây số là phía trên mặt cầu và động cơ thì phải để ngang mặt nhau bằng mặt đất, không được để động cơ quay hẳn lên trên hoặc là quay ngược lại thì nhớt ở trong hộp số sẽ không được phân bố đều trên các bánh răng, dẫn đến nhanh mòn. Cách lắp đặt bộ dây số